Chắc hẳn ai khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da đều mong chúng sẽ phát huy được hết hiệu quả, đem lại kết quả cải thiện làn da tốt nhất. Việc sản phẩm có phát huy hết hiệu quả hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là thời điểm sử dụng sản phẩm. Như vậy, đối với kem Dimedizini, việc sử dụng khi nào có thực sự tạo ra sự khác biệt? Và chúng ta nên sử dụng loại kem Dimedizini ban ngày hay ban đêm để đảm bảo kết quả tốt nhất? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu kỹ trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Dimezini chính hãng là sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc. Hiện nay dòng kem này được đông đảo chị em biết đến với hai loại, loại thứ nhất là dạng kem Dimezini ban đêm, có công dụng giữ ẩm cho da, làm mờ các vết thâm do mụn để lại, mang đến cho bạn làn da mịn màng trắng sáng như gái 18 vậy đó. Ngoài ra, loại thứ hai của hãng nổi tiếng này là dạng kem ban ngày với công dụng trị mụn, dưỡng trắng da. Hơn nữa kem Dimezini còn có độ chống nắng bảo vệ da bạn dưới tác hại của tia nắng mặt trời. Tuy nhiên, nếu các bạn thường xuyên di chuyển ngoài nắng thì nên dùng thêm một lớp kem chống nắng để bảo vệ tối ưu làn da của mình nhé đặc biệt là kem đi được chị em đánh giá như là một tác phẩm không thể nào thiếu trong công việc làm trắng bảo vệ chăm sóc hoặc tái cho da của quý chị em, nó giúp cho da mịn màng, tươi sáng, giữ mãi nét đẹp của chị em vậy đó. Nói tóm lại thì để tạo được sự nổi bật và hiệu quả nhất cho làn da, thì chị em nên mua cả bộ ngày và đêm của kem đi này, vì bởi mỗi loại kem sẽ có công dụng đặc trị cho da hiệu quả nhất. Kem đi hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn bên shop mình cũng có bán kem dmg hàng chính hãng shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả bạn có thể nhắn vào zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé